Dạ thường là cá đi ngao sẽ bị chết nếu mà lên bờ quá lâu. Nhưng chiếc này con đã rút kinh nghiệm. Dạ kỳ này mình phóng xanh cá ngao là thoải mái luôn à thưa quý vị. Mình sẽ dùng lưới để đựng cá ở trên cái vỏ lãi. Như vậy chúng ta sẽ phóng xanh được số lượng lớn mà không có bị chết con nào. Dạ bây giờ con xin làm lễ quy y. Ây da. Chúng sanh quy y Phật, không đọa địa ngục, chúng sanh quy y Pháp, không đọa ngạ quỷ, chúng sanh quy y Tăng, không đọa bàn sanh. Chúng sanh quy y Phật rồi, chúng sanh quy y Pháp rồi, chúng sanh quy y Tăng rồi. Tiêu trừ quả báo khổ đau, sớm sanh ra thế giới cực lạc của A-di-đà. Rồi, mời các em hãy nâng lưới lên cho quý vị Bồ Tát xem. Đây là chương trình phóng sanh đúng cách. Cá đi ngao là thường là không sống nổi mà bây giờ con đã có cách để phóng sanh sống 100%. Vậy là ngày mai anh sẽ phóng sanh nữa nha. Dọn dọn cái này nó sạch sẽ nha. Nó xong cái lọc nước thun luân phiên là một người ngồi đầu trên, một người ngồi đầu dưới. Thấy cá mà ngớp ngớp ngợp á thì mình sẽ múc nước đổ vô, còn người đầu dưới thì múc nước đổ ra. Để làm như vậy cá sẽ sống hết. Dạ. Rồi, mời các bạn thả 20 kg cá xuống nước. Sao đục dữ vậy? Sao mọi người thấy? Rồi. Hey. Dạ. Rồi. Ra là còn bơi không nè. Đó, ra còn sống hết luôn ạ. Rồi thả xuống nè. Dạ. Dạ. Mai em để lưới rộng rộng sợ nó đè lên nhau nặng quá nha. Dạ, một ngày chúng ta có thể giải cứu được 20 mấy ký cá không em? Hay là chỉ là hôm nay thôi? Bữa nay là hên hay xui? Dạ, hôm nay rất hên vì giải cứu được rất là nhiều. Không có để chết như mấy lần phóng sanh cá ngao nữa. Rồi xin cảm ơn các bạn nha. Dạ, xin cảm ơn Bồ Tát Như Ý Cát Tường. Dạ, Diệu Ngân. Rồi Minh Huệ. Dạ, cảm ơn quý vị đã ủng hộ chương trình giải cứu động vật trong tự nhiên. Những loài cá đang giữ vai trò trong mắt xích cân bằng hệ sinh thái trong khu rừng ngập mặn này. Tạm biệt.